Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh channel Phụ Kiện Duy Sinh và tiếp tục với những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại HTC Ultra. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là một mẫu sản phẩm ốp lưng mới đến từ thương hiệu Newkin. Và chiếc ốp lưng này được bảo vệ bởi một chiếc vỏ nhìn rất là chỉnh chu. Thì phần bên ngoài của chiếc vỏ được ghi đầy đủ thông tin của nhà sản xuất. Và mình xin phép được mở chiếc ốp lưng ra để tiện giới thiệu đến các bạn. Đây là một sản phẩm rất là mới dành cho chiếc điện thoại HTC Ultra. Đây các bạn, trên tay của mình đang cầm là một chiếc cúp lưng nhựa xăng. Thì với thiết kế phần bề ngoài được làm bằng nhựa cứng nên là có độ bền rất là tốt, khi mình cầm lên cũng có cảm giác rất là thoải mái và vừa tay. Và với việc thiết kế bằng nhựa cứng thì sẽ bảo vệ mặt sau của chiếc điện thoại của mình rất là tốt khi các bạn vô tình va chạm máy. Một sản phẩm rất là tuyệt vời dành cho chiếc điện thoại của mình. Và với việc thiết kế khung sườn và các khía cạnh ôm sát chiếc điện thoại sẽ bảo vệ trực tiếp chiếc điện thoại của mình không bị trầy xước khi các bạn vô tình va chạm máy. Và với thiết kế rất là phù hợp với từng bộ phận của máy như là camera, nút nguồn, âm lượng, volume, rất là phù hợp, rất là đẹp ha. Và mình xin phép được gỡ chiếc màu vàng ra để giới thiệu các bạn. Đây các bạn, rất là đẹp. Và mình xin phép được giới thiệu đến các bạn là chiếc ốp lưng sử dụng cho chiếc điện thoại HTC Ultra. Và nếu như các bạn có những câu hỏi liên quan hoặc là một số câu hỏi thắc mắc về sản phẩm này thì các bạn vui lòng liên hệ với trang web phụkienduysinh.com hoặc số điện thoại 0942385839. Và các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube Phụ Kiện Duy Sinh để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại HTC Ultra đến với các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.